Châu Du Dân không sinh con thứ hai, nguyên nhân khiến nhiều fan xúc động. Mới đây, Châu Du Dân tham dự một sự kiện và đã có câu trả lời phỏng vấn về kế hoạch sinh con thứ hai khiến cư dân mạng quan tâm. Châu Du Dân hiện 40 tuổi, nam ca sĩ đã kết hôn được 6 năm và chỉ có một cô con gái, khiến nhiều người thắc mắc về việc liệu gia đình sẽ có thêm một thiên thần nhỏ khác trong tương lai hay không. Tuy nhiên, trong phỏng vấn mới nhất, Châu Du Dân tiết lộ rằng anh đã từ bỏ việc sinh con thứ hai để dành nhiều thời gian hơn cho con gái nhỏ của mình. Theo nam diễn viên từng chia sẻ, sức khỏe và tinh thần của Dụ Hồng Uyên, vợ anh, bất ổn thời gian dài, có dấu hiệu trầm cảm. Con gái anh cũng gặp vấn đề tâm lý, vì vậy vợ chồng anh quyết định không sinh con thứ hai. Châu Du Dân từng tiết lộ về tình trạng của vợ con, thể chất và tinh thần của Hồng Uyên sa sút nghiêm trọng, cô ấy thường suy nghĩ về cái chết, thậm chí nhắn tin phó thác bạn bè chăm sóc con cái giúp khi không còn. Con gái 5 tuổi của tôi tâm lý cũng có vấn đề, cô bé rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, vì vậy vợ chồng tôi muốn dành tất cả tình yêu thương để che chở bảo vệ con. Dụ Hồng Uyên đã thôi việc trợ lý cho Châu Du Dân, cô ở nhà nghỉ ngơi, chăm lo cho con gái. Nói về lý do kiến tiến hôn nhân, tài tử Vườn Sao Băng chia sẻ vợ chồng anh muốn bảo vệ đời tư để tránh thị phi. Ngôi sao cho biết luôn dặn Dụ Hồng Uyên không tiết lộ chuyện gia đình, kể cả với bạn bè. Nam diễn viên nói, Hồng Uyên là người đơn giản, tính cách này của cô ấy có thể bị người khác lợi dụng. Dạo trước, Hồng Uyên tham gia chương trình Radio và vô tình nói ra chuyện chúng tôi từng tranh cãi kịch liệt vì bất đồng quan điểm nuôi con. Sau đó, việc này bị dư luận thổi phồng thành nhiều tin tức tiêu cực, gây phiền phức cho gia đình. Bên cạnh đó, Dụ Hồng Uyên từng đăng 4 chú vịt nhỏ lên mạng xã hội, được nhiều cư dân mạng hiểu là một gia đình 4 người. Châu Du Dân đã đứng ra phủ nhận tin đồn. Cựu thành viên F4 cho biết dịch bệnh đã khiến anh thay đổi, giờ đây các mối quan hệ trong gia đình đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Châu Du Dân tâm sự, tôi từng suy sụp khi nghĩ đến việc phải ở nhà 24 giờ mỗi ngày, nhưng sau đó tôi đã lấy lại cân bằng. Vợ tôi giúp con làm bài tập về nhà khi học qua mạng, còn tôi sẽ lên kế hoạch vận động. Hai vợ chồng cùng thiết kế ngôi nhà như sân thể thao, chơi trò chơi nhập vai để các con hứng thú hơn. Tôi cũng đưa ra các phần thưởng bằng kem nếu con chiến thắng để khuyến khích con bé. Trong gia đình, anh đôi lúc sẽ phạt con nhưng tuyệt đối không dùng roi vọt. Châu Du Dân và Dụ Hồng Uyên Black and White yêu nhau 7 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Vì tính cách trầm lặng và hướng nội nên mối quan hệ này rất được bảo vệ. Ngay cả ảnh cưới cũng chỉ được công bố vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm kết hôn. Châu Du Dân luôn rất cưng chiều con gái. Dù bận rộn đóng phim nhưng anh rất quan tâm đến việc học hành của con. Trên Internet tiết lộ rằng ngôi trường danh tiếng mà anh chọn cho con gái mình có học phí hơn 200.000 nhân dân tệ một năm, khoảng 704 triệu đồng. Có thể coi là mức cao trong các con của những cặp sao nổi tiếng. Gần đây, bộ phim truyền hình Nghịch Cảnh do Châu Du Dân đóng chính vừa bắt đầu lên sóng. Diễn xuất của anh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đây là một bộ phim truyền hình Đài Loan nói về điều tra tội phạm. Châu Du Dân vào vai một chuyên gia tâm lý học và bị cảnh sát nhầm là một kẻ giết người hàng loạt vì nhiều lý do khác nhau. Để chứng minh sự vô tội của mình, anh đã đến hiện trường vụ án và hợp tác với cảnh sát để khám phá sự thật. Châu Du Dân là một trong số những nam ca sĩ thần tượng thành công khi chuyển sang hình tượng diễn viên nam tính và rắn rỏi. Sinh năm 1981, Châu Du Dân là cựu thành viên của nhóm nhạc F4 nổi tiếng xứ Đài. Không chỉ ca hát, khi anh lấn sân sang diễn xuất cũng được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như Vườn Sao Băng, Cơn Lốc Tình Yêu. Sau kết hôn, Châu Du Dân vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là phim ảnh. Anh muốn chinh phục nhiều dạng nhân vật. Nếu trước đây, Châu Du Dân diễn thiên về kỹ năng, thì bây giờ anh tìm cách hóa thân vào nhân vật một cách tự nhiên nhất. Trước đây, Châu Du Dân cùng các bạn diễn đã tham gia buổi họp báo cho bộ phim Nghịch Cục. Theo quan sát, nam diễn viên này diện áo len cao cổ kết hợp cùng suit lịch lãm. Mặc dù điển trai và giữ được phong độ khá tốt, nhưng Châu Du Dân được nhận xét có phần béo và lộ không ít nếp nhăn khi cười. Nhiều người cho rằng Mỹ Nam Vườn Sao Băng ngày nào cũng chẳng thể thoát khỏi quy luật tự nhiên của tạo hóa. Anh đã bước sang tuổi trung niên và dĩ nhiên việc già đi là điều dễ hiểu.